Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Vì sao ư? Vì gần như tất cả mọi thứ của môn thể thao này, thiên tài người Argentina cũng đều xếp thứ nhất. Từ tài năng, nỗ lực, danh hiệu cá nhân, danh hiệu tập thể, cái gì Messi cũng ao trình phần còn lại của thế giới. Anh cũng là nhân vật đầu tiên trong lịch sử có nhiều quả bóng vàng đến thế, với 8 lần chinh phục giải thưởng cá nhân cao quý nhất. Hẳn không ít cầu thủ phẫn nộ vì điều này. Họ phấn đấu, nỗ lực tột cùng nhưng vẫn kém hơn Messi. Tên của thủ quân Inter Miami cứ liên tục được xướng lên ở lễ trao giải. Và ở tuổi 35, khi mà tất cả nghĩ rằng Messi sẽ nhường lại sân khấu cho lớp trẻ, anh lại hồi xuân và đá một kỳ World Cup phi thường để một lần nữa là chủ nhân của quả bóng vàng 2023. Nhưng nhiều khả năng, đó cũng sẽ là quả bóng vàng cuối cùng trong sự nghiệp đồ sộ của Leo. Giờ thì các cầu thủ khác sẽ có nhiều cơ hội hơn để chạm tay vào Ballon d'Or. Nhưng họ phải nhanh lên, vì rất có thể khoảng chục năm nữa, Messi sẽ lại ngạo nghễ trên bục chiến thắng. À tất nhiên, đó không phải là Lionel Messi. Bởi dù có là thiên tài, thì Enponga cũng chẳng thể nào cải lão hoàn đồng, trở về làm trai trẻ. Nhân vật mà chúng ta đang nói ở đây chính là Thiago Messi, cậu cả nhà GOAT. Cái ngày cậu nhóc này chào đời cách đây 12 năm cũng thật sự là ấn tượng. Hôm ấy, người bố vĩ đại của cậu đã lập hat-trick vào lưới của Deportivo. Và 12 năm trước, Thiago cũng ra đời vào năm con rồng. Do đó, ai cũng kỳ vọng cậu bé lớn lên sẽ tiếp nối được thành công của bố mình để không hổ danh là hổ phụ sinh hổ tử. Và giờ thì những kỳ vọng ấy đang dần dần trở thành hiện thực. 12 năm sau, người ta đang chứng kiến một Thiago đang ghi những dấu ấn đầu tiên trong thế giới túc cầu. Ngày 20 tháng 2, cậu cả nhà Messi cùng với các đồng đội tại U13 Inter Miami bước vào trận đấu quyết định ngôi vô địch tại Western Cup 2024. Theo Ole, Thiago chính là người đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho đội nhà. Từ một phát tạt bóng bên phía cánh trái, cậu nhóc 11 tuổi đã tung cú volley bằng chân phải điệu nghệ khiến cho thủ môn đội bạn phải bất ngờ và không thể cản phá. Western Cup là giải đấu bóng đá trẻ uy tín tại bang Florida, Mỹ, quy tụ nhiều cái tên tiềm năng trên khắp thế giới. Đoạn video được ghi lại sau trận đấu cho thấy toàn đội U12 Inter Miami đã không giấu được niềm vui sau danh hiệu này. Với cá nhân Thiago, cậu cho thấy bản thân ngày càng trở nên tiến bộ kể từ khi gia nhập đội từ cuối năm ngoái. Khi còn thi đấu cho Barcelona và PSG, Messi cũng gửi các con trai Thiago, Mateo vào các đội trẻ học viện câu lạc bộ này để tập luyện. Tuy nhiên, khác với khi đến Inter Miami, con trai cả của Messi, Thiago Messi, đã được chọn vào đội U12 để thi đấu chính thức. Vợ chồng Messi cũng đến theo dõi con trai cả tỏa sáng, trở thành người hùng của toàn đội. Chứng kiến bàn thắng đẹp mắt của Thiago, các fan không quên để lại những lời khen, kỳ vọng cậu có thể đạt đến trình độ của người cha nổi tiếng. Sau khi Messi gia nhập Inter Miami hồi tháng 7 năm 2023, hai quý tử Thiago và Mateo cũng theo chân gia nhập đội trẻ. Cả hai cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng, thường xuyên tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng. Riêng cá nhân Thiago trở thành một trong những cầu thủ trụ cột đẳng cấp cao nhất của đội. Với sự hỗ trợ và khuyến khích từ gia đình và đội bóng, Thiago Messi đang dần khẳng định vị thế của mình trong giới bóng đá trẻ. Cậu bé đầy nhiệt huyết và tài năng, hứa hẹn sẽ là tương lai sáng giá cho bóng đá thế giới, tiếp tục ghi dấu ấn và truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Hôm 30 tháng 1, tờ ESPN đã có một bài báo đưa ra cái nhìn tổng thể về tài năng của Thiago. Tác giả dùng cụm từ tương đồng với cậu hổ phụ sinh hổ tử để ca ngợi chú nhóc sinh năm 2012 này. Chỉ trong 6 trận khoác áo đội U12 Inter Miami, cậu cả nhà Messi đã ghi 13 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Rõ ràng, đó là thông tin không thể vui hơn đối với gia đình của siêu sao người Argentina. Một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc thần đồng của Thiago Messi với Inter Miami mới đây đã bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội. Video này khiến cho tất cả người mộ phải kinh ngạc trước tài năng cũng như khả năng cầm bóng của Thiago. Đúng như dự đoán, nhiều người tin rằng cậu cả nhà Messi sở hữu tài năng thiên bẩm tới từ người cha của mình. Bản thân Enponga cũng khẳng định rằng cậu con trai Thiago là một tài năng khác biệt và rất thích bóng đá. Thủ quân Inter Miami chia sẻ trên kênh TYC Sport vào năm 2020 như sau: Thiago và Mateo rất khác nhau. Thiago là một tài năng đặc biệt, rất tốt. Còn Mateo, cậu nhóc là một nỗi rắc rối thực sự. Mateo khá tệ nhưng lại thuận chân phải và cũng biết chút ít về bóng đá. Cậu nhóc có lực sút khá tốt nhưng còn quá nhỏ. Thiago thích xe cộ và bóng đá. Tuy nhiên, cậu nhóc ấy chỉ chơi được một chút là đã mệt rồi. Thiago và Benja, con trai của Luis Suarez, cùng tuổi và rất thích bóng đá.
Cậu nhóc thích chơi bóng và thường xuyên theo dõi những trận đấu trên TV. Thiago lúc này biết mọi cầu thủ nổi tiếng. Không lâu sau bài phỏng vấn này, Thiago lập tức chứng minh kỳ vọng mà cha đặt vào mình là chí lý. Năm 2020, tức là khi anh 18 tuổi, cậu bé này đã tỏa sáng trong một trận đấu ở cấp độ U8 của Barca khi đóng góp 2 bàn vào chiến thắng đậm đà với tỷ số 9-2 trước Escola Semedo. Bàn đầu tiên của Thiago là tình huống dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 5-0 cho đội FCB Escola Sergio. Tiếp theo, cầu cản nhà Messi có pha dày dặn ấn tượng, vượt qua hàng thủ đối phương, sau đó tung ra cú cơ lòng chân phải ấn định chiến thắng 9-2. Khoảnh khắc Thiago tỏa sáng lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều trang báo trên thế giới liên tục đưa tin về màn trình diễn của con trai Messi, kèm nhiều lời tán dương về kỹ năng chơi bóng. Họ cho rằng Messi bắt đầu tìm thấy người thừa kế. Ở độ tuổi này và cùng với những gì thể hiện, Thiago Messi đã chứng minh cho ông bố huyền thoại thấy cậu đang sở hữu những kỹ năng chơi bóng tốt và rất bén duyên ghi bàn. Trang Be Soccer viết. Kể từ đó đến nay, dù không còn thuộc biên chế của lò La Masia, nhưng Thiago vẫn đang tiếp tục chứng minh mình xứng đáng với cái họ vĩ đại sau lưng áo. Thực tế đã chỉ ra rằng, số ít các trường hợp của con trai tiếp nối được thành công của các ông bố đang khiến ước vọng biến thành nỗi lo. Con trai của thánh Johan, Jordi Cruyff, từng chơi bóng cho Barca và Man United, nhưng sự nghiệp thì thua xa ông bố. Jordi khởi nghiệp tại câu lạc bộ mà cha đã từng công tác nhiều năm là Barcelona. Sau đó, anh lưu lạc đến các câu lạc bộ khác nhau như Man United, Celtic, Deportivo, Alaves và Espanyol. Không có gì đặc biệt với khả năng bóng đá, nên dần dần công tác điều hành lại bén duyên với anh. Tệ hại nhất phải kể đến con trai của Pele, là con của cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế kỷ 20, nhưng Edinho lại có một sự nghiệp thể thao khá tồi. Ở vị trí thủ môn, Pele còn đã có 9 năm thi đấu dưới màu áo của câu lạc bộ Santos, đội bóng gắn liền với sự nghiệp của người cha vĩ đại. Dù rất nể Pele, nhưng đội bóng Brazil này cũng chỉ dám để Edinho bắt dự bị do khả năng hạn chế và đến năm 1999, không thể vật vờ thêm nữa trên các sân bóng, Edinho đã giải nghệ khi 29 tuổi. Tài năng có hạn, nhân cách của con trai Pele là điều đáng bàn hơn. Anh từng bị cảnh sát Santos tóm cổ vào năm 2005 vì liên quan đến một đường dây tội phạm nguy hiểm được trang bị vũ khí hiện đại, chuyên vận chuyển và cung cấp ma túy trong địa bàn thành phố. Đó cũng chưa phải là lần đầu tiên Edinho khiến cho ông bố Pele phải cúi đầu xấu hổ. Ngay sau khi từ giã sân cỏ năm 1999, anh này đã tham gia vào một vụ đua xe kinh hoàng trên đường phố, dẫn tới cái chết của một người điều khiển mô tô. Sau đó, Edinho đã phải ngồi bóc lịch 6 năm. Tương tự các tấm gương, chắc chắn Thiago Messi sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn khi luôn bị so sánh với bố. Tuy nhiên, những màn trình diễn vững chắc ở những trường đầu tiên trong bóng đá mang lại nhiều kỳ vọng cho người mộ vào lúc này. Hơn nữa, cậu hai nhà Messi là Matteo cũng cho thấy mình không hề kém cạnh với những gì đã thể hiện. Vì thế, Thiago có thể đặt mục tiêu cạnh tranh với chính em trai mình. Trong những năm tới, người mộ cũng có thể sẽ được chứng kiến một sự cạnh tranh giữa Messi và Cristiano Ronaldo, nhưng đó là Thiago Messi và Cristiano Junior. Đây tiếp tục hứa hẹn sẽ là cuộc đua sòng mã hấp dẫn, không khác gì những sự cạnh tranh mà cả Ronaldo và Messi đã từng thể hiện trong suốt một thập kỷ vừa qua.